Đây là cái món chân châu mà Hùng hay làm để uống kèm với món trà sữa các bạn Hùng tạm gọi nó là chân châu thủy tinh nha Nguyên liệu thì Hùng có ghi trên màn hình này nè Đầu tiên thì rau câu giòn mình ngâm dưới nước trước một xíu để cho nó nở ra nha Còn rau câu dẻo thì mình trộn chung dưới đường Sau khi ngâm thì mình chờ rau câu nó nở ra thì mình tạo cái màu bằng cái củ dền đó các bạn Hùng sắc củ dền nhỏ ra xong Hùng nấu để cho nó ra cái màu và mình lọc lấy cái nước nè sau khi rau câu giòn của mình nó ngâm nó nở xong thì mình bắt lên bếp để cho nó sôi lên Sau khi nó sôi thì mình cho cái phần đường với rau câu dẻo mình trộn chung rồi đó Mình bỏ vào luôn Mình nấu cho nó sôi tầm khoảng 3 đến 5 phút thì mình tắt bếp và mình nhắc xuống nè Kế tiếp thì mình chuẩn bị một thau nước đá và mình cho dầu ăn vào trong đó ha Bây giờ rau câu của mình đã hơi nguội rồi nè Mình chế vào chai để tạo những cái hạt chân trâu á còn một ít rau câu thì hùng chế cái màu của dền vào để một hồi mình có chân trâu màu đỏ bây giờ mình cứ nhiễu nhiễu ra những cái hạt như thế này nè để mình tạo chân châu á hùng thì sử dụng cái chai tương ớt á, để hùng tạo những cái hạt chân châu như thế này nè các bạn có thể sử dụng những chai khác mà có cái lỗ cũng được ha sau khi mình tạo hạt xong thì mình rửa qua nước sạch ba bốn nước á thì cái lớp dầu á nó bay hết rồi thì bây giờ mình sẽ có được cái phần chân châu lung linh như thế này nè bây giờ thì bỏ vào chả sữa và thưởng thức thôi hạt chân châu của mình nó nhìn vào rất là lung linh và trong veo luôn nè ăn vào thì có cảm giác giòn giòn dai dai nữa nhớ bấm follow để xem thêm nhiều clip mới nhất của mình nha